sự trân quý, ngưỡng mộ và cả nỗi hổ thẹn nữa. Vì với chúng tôi, anh vừa là ân nhân, vừa là anh hùng, nhưng có lẽ chính chúng tôi đã đang làm tổn thương người hùng nhỉ. Ôi dồi ạ, mới đây tôi có đọc một bài báo viết về anh. Vì thế tôi nghĩ mình phải viết cho anh, để kể với anh về điều tôi đã đọc. Họ đang nói đến anh với một sự lo lắng không hề nhỏ. Tôi thấy như thế, vì hình như anh ốm và cuộc sống của loài người chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ vấn đề sức khỏe của anh. Họ nói như thế, anh sinh ra hiển nhiên có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ trái đất của chúng tôi. Có lẽ vì anh đã ở đó rất lâu rồi, thậm chí trước khi có loài người, quen thuộc, gần gũi như hơi thở vậy. Vì thế, tự nhiên lắm, chúng tôi đã quen với sự bao bọc của anh như đứa trẻ quen được nuông chiều và nghĩ rằng nơi anh sống chính là thiên đường. Nhưng sự thực, mỗi ngày trôi qua với anh là cuộc chiến khó khăn với nữ thần mặt trời để bảo vệ con người, thảm thực vật, động vật. Rồi cũng phải giữ lại một phần sức mạnh của nữ thần để đem đến sự sống cho trái đất. Anh hùng sự sống, chúng tôi gọi anh như vậy. Anh đã chiến đấu rất kiên cường trong một phút nghỉ ngơi, cũng chẳng cần những huy chương hay những lời tung hô, ca ngợi. Với chúng tôi, anh là người hùng không thể và không được ốm. Chúng tôi cứ hồn nhiên và đơn giản đến vô tâm vậy đấy. Chúng tôi cứ say sưa với những phát minh mới và coi đó như giá trị bảo hiểm tuyệt đối cho sự sống của mình. Từ những vật dụng được cho là giản đơn, nhưng không thể thiếu trong cuộc sống tiện ích như những chiếc tủ lạnh thôi, cũng đang phả vào anh loại khí CFC, kẻ thù của ozone. Những tòa nhà kính chọc trời vốn là niềm kiêu hãnh của một thế giới văn minh, lại đang từng ngày tiêm vào cơ thể mong manh của anh những liều thuốc kích độc, tàn phá sức khỏe của anh. Anh vốn kiên cường là vậy, nhưng một ngày, chúng tôi nhận ra anh không khỏe. Chúng tôi cuống lên, vận dụng hết óc sáng tạo, sự tinh thông của mình, mong được anh khỏe lại. Chúng tôi thực sự cảm thấy có lỗi và thổ thẹn với anh, vì lỗ thủng ở Nam Cực ngày càng mở rộng, hiệu ứng nhà kính ở tình trạng báo động, có phần lỗi không nhỏ từ chúng tôi. Lúc này, loài người đã nhận ra, dù người hùng cũng cần được sẻ chia, bảo vệ và được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng sống. Chúng tôi đã và đang trả giá vì thói ích kỷ, tự kiêu, tự đại của mình. Một thế giới gọi là văn minh, thì tại sao vẫn thể gục ngã trước những cơn giận dữ của núi lửa? Những tòa nhà kiêu hãnh có đủ sức làm dịu cái nắng nóng kinh hoàng ở Montreal, Canada hồi tháng 7 vừa rồi, hay chính phủ của siêu cường quốc như Hoa Kỳ có ngăn được sự hung hăng của ngọn lửa thiêu đốt những cánh rừng ở California hay không? Tất cả có nên đổ lỗi cho anh, người hùng không thể tròn sứ mệnh. Tôi rất xin lỗi, bởi có lúc tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, khi đọc bài báo viết về anh, nhân loại đã hiểu được anh hùng hay con người bình thường cũng đều có những miền giới hạn không thể đơn độc vượt qua. Chúng tôi đã và đang cùng nhau đến bên anh bằng cả sự ăn năn, nỗ lực để mang đến cho anh một đời sống mới. Nhưng anh thấy đấy, một tin không thể vui hơn khi chúng tôi và anh sau khoảng 30 năm kể từ khi thế giới cùng nhau chung tay ký nghị định như Montreal năm 1989 nhằm cắt giảm khí thải phá hủy tầng ozone và cứu trái đất khỏi nguy cơ bị tia cực tím tấn công đến nay. Theo Liên Hợp Quốc, tầng ozone ở Nam Bán Cầu đã có dấu hiệu lành lại và có thể trở lại nguyên vẹn như xưa vào năm 2060. Đó là một điều tuyệt vời, người hùng của tôi ạ. Nhưng tôi cũng hiểu những liều thuốc kháng sinh thế hệ mới nhất, những bộ óc thông minh của những CEO giỏi nhất hay công nghệ cao nhất không phải là thân dược làm cơ thể anh khỏe lại. Phải chăng cái anh cần ở chúng tôi là sự trân quý tài nguyên của sự sống, là anh, chứ không chỉ là sự kính ngưỡng như một người hùng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để anh sớm khỏe lại,
không phải để làm người hùng, mà chỉ đơn giản là một người bạn cứ an nhiên bên loài người chúng tôi. Vì kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ luôn đứng cùng anh, làm tần lá chắn vững chãi nhất cho anh bạn trái đất thân yêu. Tôi sẽ nhờ gió mang thư này đến anh, vì anh, bạn ấy ở gần anh nhất. Cũng vì gọi tên anh ấy, Quyền, chúng tôi cứ liên tưởng đến Quyền, thần chiến thắng, một người có thể giúp chúng tôi đủ bản lĩnh để sửa chữa những sai lầm đã qua và trở thành người bạn anh có thể tin tưởng. Hãy gửi thư lại cho tôi nhé. Hãy luôn chia sẻ và tin tưởng chúng tôi, người bạn đến từ trái đất.